Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian năm 2001 Tập 79 Các vị đồng tu Xin chào mọi người hôm qua chúng ta giới thiệu qua mười loại năng lực thù thắng trên quả địa như lai hôm nay chúng ta tiếp tục xem vô ý vô ý chính là không có lo sợ lược nói có bốn loại ừ. loại thứ nhất là nhất thiết trí vô sợ úy phật giảng kinh nói pháp với đại chúng đại chúng này là bao gồm chúng sanh chính pháp giới Phật Nói họ là người Nhất thiết Chánh trí Nếu như Chưa chân thật Chứng được Nhất thiết chánh trí Nhất thiết chánh trí Nếu dùng lời thông tục của chúng ta mà nói Thế xuất thế gian Quá khứ dị lai không gì không biết hơn nữa cái biết này là nhất định chính xác mà không có sai lầm lời nói như vậy người thông thường không dám nói thánh nhân của thế gian cũng không dám nói lời nói này Phật Dám nói Do đây có thể biết Phật Đích thực đã chứng được Trí tuệ cứu cánh Viên mãn Hơn nữa Phật nói với chúng ta Loại trí tuệ cứu cánh Viên mãn này Là trong tự tánh Của tất cả chúng sanh Đã vốn đủ không phải từ bên ngoài đến hay nói cách khác người người đều có tại vì sao nhất thiết chánh trí của chúng ta bị mất đi phật nói với chúng ta tuyệt nhiên không mất đi mà là mê mất nếu như mất đi vì thì không thể hồi phục Mê mất thì có thể hồi phục Chỉ cần phá mê Trí tuệ năng lực của bạn liền hồi phục Đây là chân tướng sự thật Cũng mang đến cho chúng ta Tính tâm viên mãn Hiện tại chúng ta Rất muốn phá mê Khai ngộ Chúng ta từ buổi chiều trả lời câu hỏi, có rất nhiều đồng tu đều nêu ra. Phải làm thế nào? Để đoạn phiền não. Làm thế nào mới có thể nắm chắc phần giảng sanh thế giới cực lạc, chứng được Phật quả viên mãn? loại lời nói này chúng ta đã nghe được rất nhiều do đây có thể biết mọi người đích thực có cái nguyện vọng này nghiệp chứng của chúng ta trước giờ không thể đột phá Nguyên nhân ở chỗ nào Phải dùng phương pháp gì Mới có thể đột phá Đây đều là vấn đề Quan tâm bức thiết của mọi người Đại sư Ấn Quang nói rất hay Ngày dạy bảo chúng ta Thường hay nghĩ đến Ta sắp chết rồi Ta phải chết nếu như chúng ta có cái ý niệm này, các vị phải biết cái ý niệm này chính là chánh niệm. Sau khi chết quyết định đọa địa ngục. Nếu như chúng ta ngày ngày nghĩ đến cái vấn đề này, ngày ngày nhắc nhở chính mình. Tổ sư nói, bạn niệm Phật không được khẩn thiết, tự nhiên liền khẩn thiết không tương ưng tự nhiên liền tương ưng vì sao vậy bạn chân thật có thể buông xả rồi chúng ta ngày nay nghiệp chướng không thể đột phá nguyên nhân này do đâu không thể buông xả tại vì sao không thể buông xả không biết được giờ chết sắp đến không biết được ba đường là đáng sợ không hề đem việc này nghiêm túc mà nghĩ tưởng Đương nhiên, thông thường người trẻ tuổi Rất khó tưởng tượng cái vấn đề này Tuổi già rồi Từ 60 tuổi trở lên Ở nơi cương vị công tác thoái hưu rồi Cái ý thức này tương đối mạnh một chút vì sao vậy họ đã già rồi tiếp cận cái chết cái vấn đề này họ mới nỗ lực mà quan tâm đến nó người trẻ tuổi thì lơ là bạn nói với họ họ không tin tưởng ngày tháng còn dài cho nên công phu không có lực ấn tổ ngày là bồ tát đại thế chí của thế giới tây phương tái sanh ngày thì hiện ra như vậy để cho chúng ta xem thấy chúng ta phải hiểu được ngày ở trong niệm phật đường nhỏ của chính mình chỉ cúng một tôn tượng a di đà phật trên bức tường viết một chữ to chữ chết đây chính là dạy chúng ta làm thế nào đoạn ái dục làm thế nào đạt đến nhất tâm chuyên niệm sinh đến thế giới Tây Phương cực lạc Quyết định một đời thành tựu Thì bạn có thể hồi phục Mười lực bốn vô ý Mười tám pháp bất cộng ở trong tự tánh Của quý trong nhà không phải từ bên ngoài đến Loại thứ hai là Lậu tận vô sở úy Lậu là đại danh từ của phiền não Phật có thể nói Thế xuất thế gian Bao gồm tất cả phiền não đoạn hết rồi Không phải ở trên như lai quả địa Chính là Bồ Tát Đẳng Giác Nếu muốn nói lời nói này cũng là đại vọng ngữ vì sao vậy họ vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh sau cùng chưa phá bạn làm sao có thể nói bạn đoạn hết rồi Cái thứ ba, thuyết chướng đạo vô sở úy. Chướng đạo là tất cả thế gian chướng ngại chánh đạo chướng ngại phật pháp phật biết được thời đại khác nhau khu vực khác nhau chúng sanh khác nhau do gì mê hoặc điên đảo thấy sai đi phật pháp thấy lệch đi cho rằng đây là tà pháp chướng ngại truyền bá phật pháp phá hoại tăng đoàn của phật pháp cản trở người tu hành không có thứ nào phật không biết Nghiệp nhân quả báo trong đây Phật rõ ràng tường tận thông suốt thấu đáo Trong kinh luận lại thường nói Thí dụ Phật cùng chúng ta nói Pháp giận Pháp giận của Thích Ca Mâu Ni Phật 12.000 năm Chánh Pháp một ngàn năm Tượng Pháp một ngàn năm Mạc Pháp mười ngàn năm Chúng ta hiện tại cái thời đại này Là thế kỷ thứ nhất Của một ngàn năm Thời kỳ Mạc Pháp Vì sao Vẫn còn 9.000 năm Cho nên Trong Phật Pháp Không nói ngày tàn của thế giới Thế nhưng Pháp giận Của thế gian này Có hưng suy Có chìm nổi Khi tôi mới học Phật đại sư chương gia nói với tôi pháp vận phật pháp ở cái giai đoạn hiện tiền này là suy đi xuống dốc có thể hưng khởi hay không sẽ hưng khởi hưng suy của pháp vận là ở người tu học không ở pháp pháp thì làm gì có hương suy pháp thì làm gì có sanh diệt không có ở người ở một thời kỳ nào lòng người hướng thiện phật pháp liền hưng ở một thời kỳ nào lòng người hướng ác phật pháp liền suy nếu người ưa thiện ghét ác phật pháp là tối thiện mọi người đều bằng lòng tu học nếu như lòng người khác thường ưa ác ghét thiện người học phật ít Phật Pháp liền suy Chúng ta xem thấy cái xã hội hiện tiền này Đích thực Mọi người thông thường trong xã hội Thích ác, ghét thiện Bạn nói với họ những việc thiện Họ sẽ lắc đầu Họ không tin tưởng Họ không chịu tiếp nhận Bạn nói với họ sát đạo dâm vọng Họ ưa thích Cho nên ở vào thời đại này Pháp giận suy rồi Có thể hưng khởi hay không? Có thể khẳng định Con người vào thời này Họ nhất định nhận chịu nhiều tai nạn Đến khi tai nạn chịu đủ rồi Họ giác ngộ Họ mới biết được Con đường này là sai họ sẽ quay đầu quay đầu thì phật pháp liền hưng cho nên phật bồ tát đại từ đại bi chúng sanh cho dù làm những việc diệt phật pháp phật cũng sẽ không xả bỏ họ phật vẫn là cứu độ họ Phật dĩ nhiên là từ bi. Quyết định không phân biệt chấp trước. Dĩ nhiên là bình đẳng. Việc này chỉ có Phật cùng pháp thân Bồ Tát mới có thể làm được. Người thông thường không làm được. Thứ tư là Thuyết tận khổ đạo vô sở úy Phật ở trong giảng kinh Nói Pháp nói Tận khổ đạo Khổ Ba ác đạo khổ Sáu cõi luân hồi khổ Tận Là ở trong đó chịu hết rồi thoát khỏi rồi vĩnh viễn thoát khỏi phật bồ tát vĩnh viễn thoát ly ác đạo các ngài còn đến ác đạo hay không các ngài dẫn đến thường đến đây là một cảnh giới không thể nghĩ bàn các ngài đến Các ngài không chịu khổ Nói cảnh giới không thể nghĩ bàn Các ngài đến Các ngài ở Pháp giới nhất chân Không giống như chúng ta Chúng ta ở trong sáu cõi Các ngài ở trong Pháp giới nhất chân Đây là nguyên nhân gì? Trong Kinh Đại Thừa loại tin tức này rất nhiều phật nói với chúng ta cảnh giới của mỗi một người đều không giống nhau mỗi một chúng sanh cảnh giới đều không như nhau cho nên pháp giới vô lượng vô biên thập là đại biểu vô tận Mỗi một người có pháp giới của chính họ, có cảnh giới của chính họ. Pháp giới từ chỗ nào mà có? Là từ tâm tưởng sanh. Không cần nói vô lượng chúng sanh, có vô lượng pháp giới, một chúng sanh chúng ta chính mình, mỗi một người thì có vô lượng pháp giới. Ta rất kiên thành đang niệm Phật, pháp giới Phật hiện tiền. Ta niệm đại bi quán thế âm Bồ Tát, pháp giới Bồ Tát hiện tiền. Một niệm tham sân si, pháp giới ba đường ác hiện tiền. Chính là mỗi một người ở ngay trong một ngày, từ sớm đến tối thì vô lượng vô biên pháp giới không phải từ bên ngoài đến là trong tâm chính mình biến hiện ra. Trên kinh Hoa Nghiêm nói rất hay. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Thức chính là tâm tưởng. Cho nên tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cho nên Phật dạy chúng ta Chuyên môn nghĩ thiện Không nên nghĩ ác Đạo lý chính ngay chỗ này Đây là trong Đại trí độ luận nói Bốn vô sợ úy trong câu xá luận cũng có Cũng nói Phật bốn vô ý Cái thứ nhất là Chánh đẳng giác vô ý Cái thứ hai là Lậu vĩnh tận vô ý Cái thứ ba là Thuyết chướng pháp vô ý Cái thứ tư là Thuyết xuất đạo vô ý Ý nghĩa Trong câu xá luận cùng trí độ luận Có thể nói hoàn toàn như nhau Phía sau là 18 Pháp Bất Cộng Những danh từ thuật ngữ này Lượt nói qua thì có thể 18 Pháp Bất Cộng ba điều phía trước là nói thân khẩu ý vô thất vĩnh viễn không có lỗi lầm đây là phạm phu nhị thừa bồ tát đều không thể làm được đến thuần thiện vô quá tánh đức viên mãn hiện tiền thứ tư thứ năm thứ sáu nghiêng nặng ở nơi tâm mà nói thứ tư vô bất định tâm chúng ta biết được trên như lai quả địa Cái định cảnh đó của họ gọi là Tịch diệt định Thanh tịnh tịch diệt Vĩnh viễn trụ ở ngay Trong đại định Na già thường tại định vô hữu bất định thời bồ tát phải đến bát địa mới có thể đến cái cảnh giới này bát địa gọi là bất động địa không thoái chuyển do đây có thể biết thất địa về trước có lúc còn có thể mất đi, mất đi chính là thoái chuyển. thế nhưng thời gian rất ngắn, họ có thể hồi phục lại. Bồ Tát Bát Địa thì không thể. Như Lai quả địa cứu cánh viên mãn Điều thứ năm vô dị tưởng tâm dị tưởng là vọng tâm chân tâm lìa niệm chắc chắn không có ý niệm trong phật pháp thường nói chánh niệm chánh niệm vô niệm đối với người sơ học thông thường mà nói phương tiện nói chánh niệm vô tà niệm hay nói cách khác chánh niệm vẫn là có niệm họ không có tà niệm đây là người gì vậy đây là Pháp Thân Đại Sĩ Cũng là Phật Phần chứng vị Phật Họ không có tà niệm Trên như lai quả địa Chánh niệm tà niệm đều không có Đó mới gọi là chánh niệm Chánh cùng tà là tương đối lục tổ nói được rất hay tương đối là hai pháp hai pháp thì không phải là phật pháp chúng ta mô phỏng theo lời của lục tổ tà pháp chánh pháp là hai pháp hai pháp thì không phải là phật pháp phật pháp là pháp không hai chân vĩnh viễn không có niệm đó mới gọi là chánh niệm. Thế nhưng họ rất tự nhiên có thể cùng giới 10 pháp giới tất cả chúng sanh cảm ứng tương thông. Chúng sanh có cảm thì ngài liền có ứng. Tại vì sao các ngài không có ý niệm mà có ứng? Pháp vốn như vậy, tự nhiên hiển bày. Cho nên loại cảnh giới này Phật tổ nói Pháp Nói đến không còn cách gì Nói tốt hơn được Gọi là bất tư nghì giải thoát cảnh giới Đây là thật Thiện ác hai bên đều xả Hai bên xả Tại vì sao chúng ta hiện tại vẫn phải đoạn ác Tu thiện Chúng ta chưa đến cảnh giới như lai Chúng ta không đoạn ác tu thiện Thì chắc chắn đọa ba đường ác Cho nên nhất định phải làm như vậy Chư Phật đến thế gian này để thị hiện các ngài cũng làm như vậy Tự nhiên mà làm như vậy Nếu bạn muốn hỏi họ gì sao vậy Làm cho chúng sanh mê hoặc điên đảo xem Làm ra tấm gương cho họ xem Đây gọi là Đại Từ Đại Bi Đây gọi là Giáo hóa chúng sanh Nói họ chính mình không cần phải làm như vậy Họ biểu diễn để cho người khác xem Giống như diễn kịch vậy Biểu diễn ở trên sân khấu Ở trên như lai quả địa Thừa nguyện tái lai Cho nên Họ không có gì tưởng Vô dị tưởng Chính là tà chánh hai bên đều không có Thứ sáu Vô bất tri xã tâm Thế suốt thế gian Tất cả Pháp Chắc chắn không có chấp trước Thế suốt thế gian tất cả Pháp Thầy đều buông xả Bồ Tát Đẳng Giác vẫn chưa Trên như lai quả địa thì hoàn toàn buông xả rồi vì sao vậy bồ tát đẳng giác còn chấp trước một phẩm sanh tướng vô minh họ còn phân biệt chấp trước nếu họ không phân biệt chấp trước họ liền chứng được phật quả viên mãn cho nên phải buông xả bạn buông xả được càng nhiều thì cảnh giới của bạn càng lên cao ở trong Phật Pháp nói Quả gì của bạn càng thù thắng Phật ở trên Kinh Kim Cang nói Pháp còn nên xả huống hồ phi Pháp Chữ Pháp này chính là chỉ Phật Pháp Phật Pháp mà còn phải xả Xả chính là không chấp trước Cho nên cái xả này Chúng ta dạng nhất Không nên hiểu lầm ý nghĩa của nó Chúng ta chân thật muốn xả rồi, không học nữa. Thì đáng lo, cái xả này là chúng ta phải học. Thế nhưng không được chấp trước. Chúng ta xả vọng tưởng, xả phân biệt, xả chấp trước thì đúng. Đây là trong Phật pháp đại thừa thường nói, phá lập đồng thời, không có trước sau. các vị đồng tu xin chào mọi người mười tám pháp bất cộng điều thứ bảy về sau sáu cái khóa mục dục niệm tinh tấn trí tuệ giải thoát giải thoát tri kiến sáu loại này đều viên mãn đầy đủ không có chút kém khuyết nào đây là quả đức của tự tánh thế nhưng một chữ dục phía trước trên như lai quả địa vẫn còn dục hay sao cái chữ này cùng ái dục trong phàm phu thông thường danh từ giống nhau Ý nghĩa hoàn toàn thông thường như nhau Trên như lai quả địa Lìa niệm Không có niệm Phía trước đã nói qua Trong tâm họ không có niệm Do đây có thể biết Trong đây đã nói Đều là quả đức cứu cánh viên mãn Cái dục này là gì? thực tế mà nói là nguyện tất cả chúng sanh viên thành phật đạo nếu như nói như lai có nguyện vọng gì như lai chỉ có một nguyện vọng nguyện tất cả chúng sanh mau thành chánh giác Họ ứng hóa ở mười pháp giới Hiện vô số thân Nói vô số pháp Chính là mục tiêu đơn thuần như vậy Việc này chúng ta nhất định phải biết Cho nên từ ngay chỗ này Mà nhìn Đây là Phạm Phu, Nhị Thừa Bồ Tát Thì đều không có Không có chính là đều không viên mãn chưa đạt đến cứu cánh viên mãn chỉ có trên như lai quả địa mới là cứu cánh viên mãn phía sau có ba điều chính là thân khẩu ý ba nghiệp nghiệp là tạo tác phía trước nói thân khẩu ý vô thất chắc chắn không có lỗi lầm ở chỗ này nói Thân khẩu ý ba nghiệp Là nói ứng hóa của họ Họ ứng hóa ở mười pháp giới Họ cũng hiện thân Họ cũng nói pháp Họ cũng có vô số tạo tác Thế nhưng Ứng hóa thân Tùy trí tuệ hành Cùng phạm phu chúng ta không như nhau Phạm phu chúng ta thân khẩu ý Là tùy phiền não tập khí Tùy vọng tưởng phân biệt chấp trước Tạo vô số nghiệp Người ta thì không như vậy Cái thí dụ này Chính là 53 tham Trên Kinh Hoa Nghiêm nói Trên Kinh Hoa Nghiêm 53 vị thiệt trí thức Đều là Cứu cánh viên mãn Phật quả thị hiện Họ thị hiện Thân phận Nam nữ già trẻ Các ngành các nghề Họ thân ngữ ý Không có lỗi lầm tùy trí tuệ hành không chỉ bốn tướng không rồi bốn kiến cũng không do đây có thể biết vô số thì hiện không ngoài là lợi ích tất cả chúng sanh thế nhưng có một số đồng tu sau khi nghe cách nói này có nghi hoặc vì sao vậy? Như lai vô số thị hiện Có lúc dẫn đạo sai chúng sanh Đích thực Lợi ích chúng sanh Cũng có dẫn đạo sai Phật có cố tình hay không? Phật không cố ý Những chúng sanh nào Có được lợi ích Thiện căn phước đức, nhân duyên đầy đủ được lợi ích Những chúng sanh nào Có thể bị dẫn đạo sai Phiền não tập khí sâu nặng Xem thấy thì hiện của Phật Họ luôn là hướng về Phía ác mà nghĩ Thì liền biến thành ngộ nhận Nếu như vô số thị hiện Đều có thể hướng phía thiện mà nghĩ Họ liền có được lợi ích Phật vô tâm mà thị hiện Chúng sanh mỗi mỗi cảm thụ không như nhau Đạo lý chính ngay chỗ này Chúng ta nhất định phải hiểu được Phải thông đạt Phật tại vì sao ở trên bộ kinh này Dạy bảo chúng ta Một tổng cương lĩnh Tổng nguyên tắc Ngày đêm thường niệm thiện pháp Tư duy thiện pháp Quán sát thiện pháp Hành vi bất thiện Chúng ta dùng cái tâm này mà quán sát Thì là thiện Cho nên Trên Kinh Đại Thừa mới nói Thế xuất thế gian Pháp Có thiện ác hay không? Không có Có tà chánh hay không? Không có Có chân vọng hay không? Không có Bao gồm tất cả tương đối đều không có Những tương đối này Đều là từ tâm tưởng sanh Bạn tâm tưởng thiện Thế suốt thế gian Không có pháp nào bất thiện Tâm địa của bạn bất thiện Thế suốt thế gian pháp Không có pháp nào là thiện Đều là từ tâm tưởng sanh Cho nên Các tổ sư đại đức Mới dạy bảo chúng ta Tu từ căn bản Cái gì là căn bản Tâm tưởng là căn bản Đạo lý chính ngay chỗ này Cho nên chúng ta phải nên học Phật Bồ Tát Xem Ngạ quỷ địa ngục súc sanh Tạo tác vô số bất thiện Ở ngay trong tâm mắt của bạn Đều là nghiệp thanh tịnh Bạn liền thành Phật Họ không có thành tựu Bạn thành tựu Tại vì sao bạn có thể nhìn thấy đó là Đều là nghiệp thanh tịnh Bởi vì Phàm sở hữu tướng Giai thị hư vọng Chân thật thanh tịnh Tất cả pháp hữu vi Như mộng huyễn bèo bọt Nhân duyên sinh ra Pháp Ngay thể là không Không thể nào có được Họ làm sao mà không thanh tịnh Đích thực là thanh tịnh Đáng tiếc chúng ta không nhìn thấy ra Chúng ta cho rằng Nó là ô nhiễm Kỳ thật nó là thanh tịnh Sau đó bạn mới biết được Cái gì gọi là tánh vốn thiện Ý nghĩa của ba chữ này Bạn mới có thể có chút thể hội Đích thực vốn thiện Thuần thiện vô ác Trên như lai quả địa Thuần thiện vô ác Tất cả chúng sanh cũng là thuần thiện vô ác Cho nên Phật nói Tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật câu nói này là tuyệt đối chính xác một chút cũng không sai sai lầm là ở chỗ nào sai lầm không ở ngoại cảnh sai lầm không ở người khác cho nên người tu hành chúng ta nhất định phải ghi nhớ giáo huấn chân thành của phật ngoại cảnh không sai lầm người khác không sai lầm chư Phật Bồ Tát. Ngà quỷ xúc sanh. La sát tu la đều không có lỗi lầm. Đều là thanh tịnh vô vi. Lỗi ở chỗ nào? Lỗi ở ý niệm của chúng ta sai. Cách nhìn của chúng ta sai. Cách nghĩ của chúng ta sai. Cái đạo lý này sâu. chúng ta người sơ học phật rất không dễ dàng thể hội bởi vì bạn thể hội không đến cho nên bạn không chịu làm cái làm này ở trong phật pháp gọi là tu bạn không chịu tu bạn có thể thể hội được mấy phần bạn học theo mà làm thọ dụng vô cùng Chân thật Như người thông thường đã nói Tâm thanh tịnh Thân thanh tịnh Thân tâm thanh tịnh Cảnh giới bên ngoài thanh tịnh Chúng ta mới biết được Thì ra Phật trụ thế giới cực lạc Bồ Tát trụ ở thế giới hoa tạng Thế giới hoa tạng ở đâu vậy? Chính ngay nơi đây Cùng thế giới này của chúng ta Giống dĩ không cách gì phân ra thế nhưng mỗi người có cảnh giới của mỗi người bạn mới có thể có chút thể hội bạn không có cái tư tưởng này không có quan niệm lý luận này không chịu khế nhập cái cảnh giới này của bạn vĩnh viễn không đạt được vĩnh viễn đang hoài nghi vĩnh viễn không thể hiện tiền cái sự việc này thì khó cái sự việc này phật bồ tát có năng lực hơn đừng nói 18 pháp bất cộng 180 pháp bất cộng cũng không giúp gì cho được cũng không có cách nào đối với bạn vì sao vậy phật giúp tất cả chúng sanh chỉ có thể làm đến hai chữ khai thị chỉ có thể làm đến chỗ này phật thảy đều làm đến được khai là nói rõ với bạn thị là làm ra tấm gương để cho bạn xem Là mô phạm Ở trong Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Ba phần phía trước Đó là khai Cùng chúng ta giảng kinh nói Pháp Một phần sau cùng Phẩm nhập Pháp giới Thiện tài đồng tử 53 tham Thị làm ra tấm gương để cho chúng ta xem những người học chúng ta đây phải có thể ngộ phải có thể nhập ngộ nhập phật không thể giúp được phải dựa vào chính mình căng tánh lanh lợi thì rất nhanh ngộ nhập căng tánh độn thì rất là khó khăn lợi đồn từ chỗ nào mà phân lão thật thành thật mà nói người lợi căng nghe lời phục tùng một trăm phần trăm đại sư thiền đạo ở trong quán kinh thượng phẩm thượng sanh chương đã nói tùy thuận giáo huấn của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát dạy ta làm như thế nào, thì ta làm như thế đó. Vậy chúng ta không nên làm, thì ta quyết định không nên làm. Đây là người thượng thượng căn. Loại người này chắc chắn có thể ngộ nhập. Không thể tùy thuận giáo huấn của Phật Bồ Tát vẫn là tùy thuận phiền não tập khí của chính mình tùy thuận vọng tưởng chấp trước của chính mình bằng vĩnh viễn không thể ngộ nhập đừng nói đại ngộ tiểu ngộ đều không thể làm được đọc qua phật kinh thì thế nào sau khi đọc phật kinh rồi hoài nghi hoài nghi đầy bụng vậy thì làm gì có thể thành tựu học phật như vậy không chỉ không thể có được lợi ích trở lại hại chính mình phật không hại người là chính mình hại chính mình cái đạo lý này nhất định phải hiểu sau cùng ba điều này tri quá khứ thế vô ngại tri hiện tại thế vô ngại tri vị lai thế vô ngại đây là đức dùng bát nhã trong tự tánh vốn đủ mười phương ba đời vô sở, bất tri không có chướng ngại loại năng lực trí tuệ này Cùng A-la-hán Bồ Tát không như nhau A-la-hán cũng có thể biết ba đời Tri quá khứ, tri hiện tại, tri vị lai Thế nhưng thời gian của họ Biết được chỉ có 500 năm Họ có thể biết quá khứ 500 năm Vì lai 500 năm Trên 500 năm thì họ không có năng lực Thì họ không biết Trên kinh Pháp Hoa có một thí dụ. Là một công án, là một đoạn cố sự. Có một người phát tâm muốn xuất gia với Phật. Cùng Phật xuất gia chắc chắn phải có thiện căn. Không có thiện căn thì không cách gì xuất gia được. Phật bảo những vị Đại A-la-hán này Quán sát Anh này có thiện căn hay không Những vị A-la-hán này Xem qua đều lắc đầu Không có thiện căn, Không có duyên với Phật A-la-hán có thể xem 500 đời Người này 500 đời không có kết duyên qua với Phật Họ làm sao có thể xuất gia Phật liền nói Ngài nói: "Anh này có thiện căn vô lượng kiếp trước, vô lượng kiếp thì thời gian quá dài. A la hán Bồ Tát không thể thấy được. Anh này là một tiểu phu lên núi đốn củi, gặp phải một con hổ. Con hổ muốn ăn thịt anh, anh trèo lên cây niệm một tiếng Nam Mô Phật. Chỉ một chút thiện căn này, ngay trong đời này gặp được Thích Ca Mâu Ni Phật, có thể xuất gia Phật thế pháp cho anh ấy Đây là nói rõ Vô lượng kiếp trước Phật biết được Người khác không biết Bồ Tát La Hán đều không biết Ngài có cái năng lực này Tóm lại mà nói 18 Pháp bất cộng bao gồm phía trước mười lực vô ý đều là hình dung đức năng viên mãn trên như lai quả địa cái đức năng này là tự tánh vốn sẵn có hiển lộ viên mãn một chút kém khuyết cũng không có một câu phía sau là tổng kết tất cả phật pháp đều được viên mãn nhất thiết phật là nói mười phương ba đời tất cả chư phật đều viên mãn không gì không viên mãn dựa vào cái gì dựa vào mười thiện nghiệp công đức của mười thiện nghiệp không thể nghĩ bàn mười nghiệp thiện bắt tay vào từ chỗ nào trên kinh vô lượng thọ dạy bảo chúng ta khéo giữ khẩu nghiệp không nói lỗi người Đây chính là đem phương pháp Bắt tay vào dạy bảo chúng ta Bắt đầu từ không vọng ngữ Không vọng ngữ Không hai lời Không theo dệt Không ác khẩu Trước tiên làm từ chỗ này Sau đó lại học không sát sanh Không trộm cấp Không tà dâm Không tham Không sân Không si Độ sâu Độ rộng Tùy theo tu hành của chính mình Không những mở rộng Mở rộng Đến hoàn toàn tương ưng với tự tánh đó chính là tánh vốn thiện vậy thì phật pháp các vị đều biết kinh có bốn loại giáo lý hành quả Phật có bốn loại kinh Giáo kinh Giáo hối Giáo huấn Lý kinh Trong giáo huấn bao gồm chân lý Hành kinh Bạn phải y giáo phụng hành Thập thiện nghiệp đạo kinh Là thuộc về hành kinh Chúng ta thường hay nói tu hành tu hành phải dựa vào bộ kinh này trong bộ kinh này đầy đủ tất cả phật pháp viên mãn chúng ta làm sao có thể lơ là chúng ta làm sao có thể xem thường nó do đây có thể biết chúng ta chính mình học phật học được nhiều năm như vậy không có thành tựu có thể nói mỗi ngày vẫn sanh phiền não khởi vô minh tạo ác nghiệp đây là nguyên nhân gì đem thập thiện nghiệp đạo xem thường đi bởi vì đây là việc nhỏ cái thứ này không cần phải học không hề biết cái việc thiện nho nhỏ này là đại căn đại bổng thành phật tất cả phật pháp đều không thể rời khỏi mười thiện Chúng ta thường hay xem thấy tượng Phật vẽ Tượng Phật vẽ Đại khái trên dần hào quang của Phật Đều viết ba chữ Ba chữ này Đều là dùng tiếng vàng để viết Cũng có dùng trung văn để viết Cũng có dùng tạng văn để viết Cách viết không giống nhau ý nghĩa cách đọc đều không như nhau ba cái chữ này là án a hồng tôi năm xưa khi thân cận đại sư chương gia tôi cũng xin đại sư tặng tôi mấy chữ đại sư ngài chính mình đích thân viết ngài đã tặng tôi ba chữ này án a hồng Ngài dùng tạng văn để viết Tôi thỉnh giáo với ngài, ý nghĩa của ba chữ này là gì? Chính là mười nghiệp thiện. án là thân nghiệp, a là khẩu nghiệp, hồng là ý nghiệp thập thiện nghiệp đạo ở trên đỉnh đầu của phật phật phóng quan là quan gì quan của mười thiện thuần thiện vô ác chúng ta phải biết được cái đạo lý này hai câu sau cùng phật khuyên chúng ta thì cố nhữ đẳng ưng cần tu học nhữ đẳng ngày nay chúng ta đọc được bộ kinh này nhữ đẳng cái chữ đẳng này bao gồm chúng ta trong đó đây là thế tôn chính mình tuyên dương ưng cần tu học Chúng ta phải nên phấn đấu Mà học tập Không thể nào xem thường Xem thường gì thì bạn sai rồi Tu học mười thiện bạn được quả báo thế nào thành tựu thế nào hoàn toàn ở dụng tâm của bạn bạn dùng là phật tâm các vị phải nên biết phật tâm là tâm bình đẳng bạn tu mười thiện bạn liền bồ tát là tâm lục độ bạn dùng tứ nhiếp lục độ tu hành mười thiện bạn là Bồ Tát Bạn dùng từ bi hỷ xã Để tu mười thiện Là cõi trời Xem bạn dùng cái tâm gì Bạn tu học pháp môn nào Thì bạn tương lai được quả báo như thế đó Chúng ta không thể không biết Không thể không chăm chỉ nỗ lực mà tu học Nếu không mà nói Ngay đời này sẽ trống qua Tốt rồi Chúng ta dặn đến chỗ này A-di-đà-phật cẩn dịch viên đạn cư sĩ vòng tay cư sĩ vòng tay cư sĩ a còng gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật